rồi sẽ không còn gì nhắc nhở nữa đâu. Thì các bạn đã chôn một cuộc đời đã luôn lời của đại ca sao nghe thì mình không thành duyên nợ thì xin hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi mang niềm mơ ước sau cùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đường bên kia thế ngày gặp gỡ với người kẻ chết cô đơn vẫn thường thấy mong mì tự an ủi mình trong giấc ngủ thiên tôn. Và ta rồi đây sẽ chết một mình giữa sa mạc khô khan đồng quan cỏ lại đây một mớ tro than.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.